xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân lại quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui, kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và nếu đây là lần đầu tiên mà quý anh chị đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấp vào chiếc chuông góc phải màn hình để mỗi khi Biển Xanh ra video mới thì YouTube sẽ báo vào màn hình điện thoại để quý anh chị mình có thể tiện theo dõi nhiều video mới hơn nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng Bắc có diện tích là 5 x 15 75 m², nằm ngay bên cạnh là hồ sinh thái rộng 23 hectare quý anh chị nhé. Vị trí của chúng ta là từ cái cọc bê tông này mình đo ngang sang là 5 m và dài sâu xuống phía dưới là 15, tổng diện tích là 75 m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng và lô này có giá là 900 triệu. Bao tất cả mọi thuế phí sang tên, do anh chủ cần tiền để xoay công việc kinh doanh của mình cho nên Biển Xanh đã làm được cái giá chỉ có 900 triệu mà thôi. Trên cung đường này bây giờ không còn giá này nữa đâu quý anh chị nhé. Và lô này là một lô hướng Bắc, diện tích 5 x 15, mình xây nhà một trệt một lầu khá là đẹp luôn quý anh chị. Hoặc là mình có thể xây nhà cấp 4 hay là một trệt một lầu, hai lầu, đó là do cái tài chính của mình, giống dài bằng căn nhà này luôn quý anh chị nhé. Phía sau nó có cái hồ sinh thái rộng 23 hectare cho nên là mình xây nhà ở đây thì cái hướng gió nó thổi lên vào nhà mình sẽ cực kỳ là mát luôn quý anh chị. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, chúng ta xây nhà bên cạnh những cái nơi mà có hồ, có sông như thế này thì vô cùng là mát. Và theo phong thủy thì nước đem lại rất là nhiều tài lộc cho con người của chúng ta, cho nên là chúng ta xây nhà, xây cửa hoặc là ở bên cạnh những cái view gần hồ, gần sông như thế này thì rất là thuận lợi, vừa tốt cho phong thủy lại vừa rất là mát mẻ cho chúng ta có thể ở đây quý anh chị nhé. 5 x 15 giá chỉ có 900 triệu, sổ hồng riêng, đất thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn, quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước mà thôi. Và cái vị trí này thì nó nằm ngay đầu dự án, ngay cổng của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Chúng ta chạy vào ngay đầu cổng là đi vào được cái khu này luôn rồi quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp nhu cầu của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé, để mình có thể sở hữu ngay cái vị trí này, an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời. Những quý anh chị mình đang đi tìm mua bất động sản để đầu tư cũng như an cư lập nghiệp, nếu xem được những video của Biển Xanh thì hãy nhanh tay gọi cho Biển Xanh hoặc là kết bạn Zalo, số điện thoại quen thuộc 0377304018. Biển Xanh có rất là nhiều sản phẩm. Nếu quý anh chị mình không chọn được những vị trí bất động sản trên video thì Biển Xanh cũng còn rất là nhiều những vị trí khác để có thể dẫn quý anh chị mình tham khảo, tham quan và quyết định đầu tư quý anh chị nhé. Đầu tư vào bất động sản là một kênh đầu tư hấp dẫn và an toàn nhất từ trước đến nay. Nó chống được cái sự trượt giá, mất giá của đồng tiền theo thời gian rất là hiệu quả. So với tất cả những cái kênh đầu tư khác như là đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư vào vàng hay gửi tiền tiết kiệm ngân hàng thì chỉ có duy nhất đó là đầu tư vào bất động sản mới là một kênh đầu tư khá là hấp dẫn và an toàn nhất từ xưa đến nay. Ông bà ta thì thường có câu an cư thì mới lập nghiệp, mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời, bởi vì là con người chúng ta thì luôn luôn là sinh ra đông đúc, còn đất đai thì vẫn đứng yên một chỗ, tổng diện tích đất của cả nước là không đổi theo thời gian, do đó mà chúng ta chỉ có đầu tư vào bất động sản thì mới là cái kênh đầu tư hấp dẫn nhất từ trước đến nay để sinh lời và chống lại sự trượt giá của đồng tiền quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.